Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong cái chương trình đào tạo tele marketing, tele sale, giúp các anh chị và các bạn có thể bán hàng, chốt đơn, chăm sóc khách hàng trong cái quá trình kinh doanh của mình. Và bài học này là một số những cái ghi chú, một số những cái kỹ năng cơ bản cũng như là nâng cao, bổ sung thêm cho các anh chị và các bạn là có thể là làm tốt hơn công việc tele sale của mình. Thì thứ nhất là các anh chị khi bắt đầu cuộc gọi thì các anh chị cần phải chuẩn bị tinh thần, sức khỏe, tâm lý, sự vui vẻ, bởi vì khách hàng sẽ cảm nhận được điều đó qua điện thoại, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu về khách hàng. Cái danh sách này ở đâu ra? Mình có nên tìm hiểu trước về các khách hàng hay không? Buổi sáng nay mình sẽ gọi 30 cuộc hay 50 cuộc, và mình nên biết trước những cái thông tin này. Nếu mà mình có thể dò qua Zalo, qua Facebook mình có thêm thông tin, hoặc là nếu mà chúng ta có thông tin đầy đủ thì chúng ta bắn luôn, còn nếu không có thì chúng ta phải đi tìm, sau đó chúng ta điền vào, thì tôi nghĩ rất là tốt. Bắt đầu cuộc gọi với một cái giọng điệu rất là hấp dẫn, rất là sexy, đúng không ạ? Hãy đảm bảo rằng là bạn có một cái giọng điệu tốt như vậy, người ta muốn nghe. Hãy chào hỏi, đúng không ạ? Hãy đừng quên việc chào hỏi, giới thiệu và giới thiệu tên, và chào khách hàng bằng tên của họ, giới thiệu tên mình, ở công ty, đơn vị nào, và có những cái từ khóa liên quan để cho họ ghi nhớ, bởi vì ngay sau cái lời chào hỏi này có thể bạn sẽ bị cúp máy. Đấy, thì có những cái keyword để giúp cho họ giữ máy và họ sẽ tiếp tục lắng nghe. Hãy nhớ điều đó, đúng không? Thảo luận với khách hàng thì luôn luôn trong tình trạng là sẵn sàng trả lời các câu hỏi, sẵn sàng định hướng khách hàng, sẵn sàng tư vấn cho khách hàng. Chúng ta am hiểu rất sâu về sản phẩm, dịch vụ, giá bán và đối thủ, rồi nhu cầu của khách hàng, cách thức chốt. Đấy, và tiếp tục đấy là gì? Trong quá trình trao đổi thì người nói phải có người nghe. Chúng ta đừng nói tranh của khách hàng. Khi khách hàng muốn nói thì hãy nhường, hãy lắng nghe, hãy đồng tình với họ, vâng, dạ, chứ đừng có yên lắng, đúng không? Ok, anh nói rất hay, vâng, đúng rồi ạ, và sử dụng quan điểm của họ để giải thích nên quan điểm của mình. Vâng, anh nói thế rất là chuẩn, nhưng mà theo ý em là như thế này, vâng, cái ý của em là định là như thế kia, thì rất là tốt, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta không được tranh cãi với khách hàng trong bất kỳ tình huống nào, không được lớn giọng, không được cúp máy trước. Đấy là những cái điều rất là tối kỵ trong tele sale. Hoặc là gì? Chúng ta nếu mà phải gặp người gác cổng, đúng không ạ? Tức là qua thư ký, qua trợ lý, người này người kia, thì hãy tìm cách là vượt qua, hãy để lại lời nhắn rất là quan trọng để sếp của người đó sẽ gọi lại cho em, hoặc là em sẽ gọi lại cho người đó, ví dụ như vậy, hoặc là lấy một cái số điện thoại khác, đúng không? Thông qua thư ký, trợ lý của họ. Đấy. Hãy luôn luôn vui vẻ, năng lượng, nhiệt huyết, bởi vì họ sẽ cảm nhận được qua điện thoại một người giọng yếu ớt, giọng khàn hay là giọng mệt mỏi là người ta cảm nhận được đấy. Một cô gái vui tươi hay một cô gái buồn bã người ta cũng biết được đấy, đúng không? Nên gọi điện thoại tele sale chăm sóc khách hàng trong một cái môi trường yên tĩnh, tức là xung quanh mình là không có ai, không bị phân tâm. Tất nhiên có thì cũng được, nhưng mà cố gắng giảm cái độ ồn xuống, bởi vì chúng ta giao tiếp với khách hàng, chúng ta cần phải lắng nghe, chúng ta cần phải phản hồi chính xác. Lại cứ cái gì đấy ạ? Vâng, anh ơi cho em hỏi lại, thì ví dụ như thế thì nó rất là chán, đúng không? Khách hàng bảo con này cứ đầu óc cứ làm sao ấy, hay là cái thằng này nó làm sao ấy, thì như thế là sẽ mất điểm. Đấy. Và với những cuộc gọi quan trọng thì tôi nghĩ là các bạn nên đứng dậy, stand up, đứng dậy để nói, bởi vì đi lại đứng như thế nó có năng lượng hơn, nó tập trung hơn là ngồi. Tất nhiên nếu các bạn ngồi quen thì cũng không sao, đây là lời khuyên thôi, nên đứng dậy, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta luôn luôn xác nhận thông tin khi khách hàng đã đặt hàng. Dạ vâng, đúng không ạ? Anh như thế này, anh mua cái này, anh giờ này. Vâng, tức là mình dùng cái thông tin mình có được cho cái quá trình trao đổi, mình xác nhận lại, reconfirm, đúng không ạ? Luôn luôn nên xác nhận lại để chắc chắn với khách hàng, tránh cái việc là ta nghe nhầm, tránh cái việc khách hàng quên, khách hàng nhớ nhầm. Luôn luôn sử dụng cái câu hỏi dạng là câu hỏi lựa chọn, đừng bao giờ hỏi câu hỏi mà khách hàng phải đưa ra cái ý kiến, đúng không? Câu hỏi lựa chọn là gì? Nếu như giả sử mà họ muốn chúng ta gọi lại chẳng hạn, tôi lấy thí dụ như thế. Dạ không biết là chiều nay lúc 4 giờ em có thể gọi lại cho anh, hay là 8 giờ sáng mai. Đấy là câu hỏi lựa chọn, tức là mình đưa cho họ phương án ABCD hoặc là phương án AB để bắt họ lựa chọn luôn. Đấy. Tốt nhất là phương án A chỉ có một thôi, không thì phương án AB. tức là hai phương án đấy. Và nếu không được nữa mình mới đưa ra tiếp phương án 3, phương án 4, chứ đừng đưa ra một loạt luôn. Ý tôi muốn nói là nên sử dụng các câu hỏi lựa chọn, tức là đừng cho khách hàng suy nghĩ mà bắt họ phải chọn một hoặc là không, một hoặc là hai. Đấy là cách đó. Và trong cái quá trình mình gọi, mình phải đề ra mục tiêu cuộc gọi này, tỷ lệ thành công bao nhiêu, đạt được cái điều gì, có mời được khách hàng đi ăn tối hay không, hay là cái gì đó. Mình phải có mục tiêu rất là rõ ràng. Mình phải nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ rất là rõ ràng rồi, để mình có thể finish cái cuộc gọi này một cách perfect nhất, đúng không? Tức là mình kết thúc cái cuộc gọi một cách hoàn hảo nhất. Và tất nhiên trước khi kết thúc thì phải cảm ơn, không bao giờ được cúp máy trước khách hàng, luôn nói lời cảm ơn kể cả người ta từ chối rất là phũ phàng. Thì mình cũng phải quen dần, bởi vì sao? Cái việc mà người ta từ chối là chúng ta phải quen dần. Đấy, chúng ta, công việc của chúng ta là như vậy, luôn phải đối mặt với những lời từ chối. Và nên có những cái giấy nốt ghi chú lại những cuộc gọi khách này ok. Sau đó thì bạn có thể cập nhật bằng phần mềm và bạn tiếp tục kiểm soát cái việc mà các đơn vị khác hoặc là các người khác, đồng nghiệp khác, quy trình khác, bộ phận khác mà họ tiếp tục phục vụ khách hàng của mình. Bởi vì nếu không được kết thúc thì cái cuộc gọi của mình nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa và mình không có thu nhập, thậm chí khách hàng còn bảo bọn này vớ vẩn. Ok, như vậy tôi vừa liệt kê lại cho các bạn một số những cái vấn đề liên quan đến các kỹ thuật, liên quan đến ghi chú để các bạn có thể làm cái quá trình telesale, telemarketing tốt hơn, tăng được tỷ lệ thành công hơn, bán được nhiều hàng hơn, chăm sóc được khách hàng tốt hơn. Đấy là mong muốn của tôi tạo ra cái chương trình đào tạo này. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cái yêu cầu nào, trao đổi nào liên quan đến business, bán hàng, sale, marketing, rồi thì truyền thông, communication, online ads, quảng cáo trực tuyến, rồi thì đào tạo, online marketing, chạy quảng cáo thuê, làm media, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi tại địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline để được tư vấn, trợ giúp và hỗ trợ. Cái gì miễn phí được tôi sẽ miễn phí cho các anh chị ngay lập tức, và cái gì không thì tôi sẽ báo phí. Và có thể nếu mà tôi bận thì hãy nhắc tôi, bởi vì đôi khi công việc của tôi cũng rất là bận. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video khóa học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các bài học tiếp theo hoặc là các khóa học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.